À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. À, chúng ta mỗi ngày niệm Phật đều phát nguyện đời này của con muốn về thế giới cực lạc. Nhưng để phát cái tâm chân thật như vậy thì có khi mình phải tự hỏi lại mình, quý vị. Nếu người thật sự niệm Phật mà muốn một đời này giáng sanh thì dù mình có gặp sự trở ngại gì đi chăng nữa cũng quyết tâm niệm Phật. Đây là cái chỗ rất quan trọng. Có khi mình phát nguyện trước Phật, đời này con niệm Phật, con muốn sanh cực lạc. Nhưng khi mình đụng chuyện gì trở ngại một chút là mình đã bị thối tâm. Thì cái tâm này mình phát nó không thật, nó giả. Nhớ nha quý vị. Có nghĩa là sự trở ngại cỡ nào, ngăn chặn cỡ nào, mình ở bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng phải niệm Phật. Tại vì mình phát tâm là đời này phải về thế giới cực lạc. Nên từ nơi đó mà mình được sự nhắc nhở, động viên với nhau gì nè. Để mình dũng mãnh tinh tấn, mình phát tâm. Chứ cũng nhiều người niệm Phật nhưng mà có khi niệm thời gian tự nhiên bản thân mình nó chơi chơi vậy thôi. Nó không còn cái tâm mà giải thoát nữa quý vị. Nó phải cần được sự nhắc nhở, động viên và nhìn nhận được vô thường. Giống như có một con đoạn mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nhắc nhở rằng bạn là người học Phật, bạn tin nhân quả. Thì dù cho ăn trộm vào nhà bạn lấy đồ, bạn cũng tin. Những đời trước bạn đã từng ăn trộm của nó, nên đời này nó ăn trộm của bạn lại. Và tất cả những gì người ta đến lấy lại của bạn, bạn đều tin. Là vì những đời trước bạn đã thiếu người ta món nợ này, nên đời này người ta đến người ta lấy. Nếu như người ta không thiếu bạn món nợ này thì chắc chắn 100% dù có muốn đến lấy cũng không được. Nên Đức Phật có nói rằng là muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Có nghĩa là nhân đời này mình sẽ tạo như thế nào thì quả đời sau sẽ sanh như vậy. Và nhân đời trước mình đã tạo như thế nào thì quả đời này mình nhận như vậy. Nên nhân quả không sai một tí nào cả. Nên chỗ này dù mình có nghe hoài đi chăng nữa nhưng mà có khi mình gặp chuyện là mình sẽ bị hụt hẳn liền. Nó giống hồi tối có một cái cô này, cô thường cứ siêng niệm Phật, cô bình yên ở nhà niệm Phật thôi, việc bên ngoài cô không biết nhiều đâu. Thấy cô điện thoại chú Tâm Nhiên, cô nói chuyện như Đức ngồi kế bên như Đức nghe. Thấy con không có biết bên ngoài nhiều nên người ta thấy con cũng thiệt thà, rồi ăn chay niệm Phật người ta tin tưởng. Tự nhiên người ta đem một số tiền người ta gửi cho con, người ta gửi cho con để gửi chuyển khoản thì sao đó không biết. Cuối cùng chuyển khoản nhiều tiền lắm, chuyển một phát thì sao bị người ta hack một cái thì sao nó lấy hết trơn. Cuối cùng cô phải dính món nợ đó của người ta. Bây giờ tự nhiên trong lòng nó giống như nó thơ thẩn, nó không biết gì nữa. Người nó buồn, trong khi mỗi ngày mình vui vẻ niệm Phật, mình sống lạc quan, mình phát nguyện cầu sanh cực lạc. Tự nhiên nghiệp trước nó đến với con một cái quá nặng. Bây giờ tự nhiên người không biết gì sao. Thấy chú Tâm Nhiên ông cũng đem mấy bài pháp ra ông chia sẻ, nói chuyện đồ, mình ngồi kế bên mình nghe vậy thấy không. Nếu như mình thật sự là muốn sanh về thế giới cực lạc, khi nghiệp nó đến nó đòi mình, quý vị thấy không đơn giản đâu. Nên thí dụ như những việc này, thí dụ như mình nghe là mình nghe vậy, mình nói à, mình nghe để mà mình cảnh giác, mình nghe để mình gặp những trường hợp gì mình tránh. Nhưng mà khi nghiệp nó đến nó không đơn giản đâu quý vị. Nghiệp nó đến nó không đơn giản đâu. Giống như Đức kể câu chuyện quý vị, mà cái ông này mà gọi là sách tử vi, người ta coi là ông sẽ bị cọp ăn, đúng không? Ngày đó ông bị cọp ăn, mà sách tử vi có khi người ta bấm đúng đó nghe, chứ không giỡn đâu nghe. Nếu như mà mình mà chuyển tâm, mình tu hành ăn chay phóng sanh, mình có thể chuyển cái nghiệp bị giết gì. Nhưng mà nếu mà mình mà theo tự nhiên là mình bị thiệt á, không giỡn đâu.
Thì cái ngày đó, ngày đó gì ông nói bây giờ ông không đi đâu chứ ông ở trong nhà thì coi cọp có ăn được không. Cái ngày đó ông ở trong phòng ông đi tới đi lui trong phòng không một, mà trong phòng ông nó có một cái hình mà treo mà hình con cọp. Ông đi qua đi lỡ quay lỡ tới đúng giờ đó, tự nhiên tấm hình nó rớt xuống trúng ngay ông, đâm vào cần cổ ông chết queo. Kinh khủng không? Có nghĩa là khi mà cái quả báo mà đến là không thể nào mà ngăn chặn được, chỉ có chuyển tâm thôi. Chuyển tâm có nghĩa là mình chấp nhận trả nợ thôi, thì đó gọi là nó chuyển hóa nghiệp chướng rồi đó. Nghĩa là chấp nhận trả nợ thì chuyển hóa nghiệp chướng. Giống như câu chuyện mà tôn giả Mục Kiền Liên mà đem dòng họ Thích Ca mà để vô bình bát, đem lên cung chờ cắt á, giấu đó, tại vì vua Tỳ Lưu Ly kéo quân mà sát hại. Nhưng mà khi mà cái trận thảm sát đi qua rồi thì tôn giả Mục Kiền Liên đem bình bát xuống, tưởng đâu là dòng họ Thích một số người được cứu để trong bình bát, đem xuống thì nó trở thành bình máu. Thì cái thỉnh hỏi Đức Phật tại sao duyên cớ như vậy, Đức Phật nói rằng khi quả báo đã đến rồi thì chỉ đúng nghe đạo tin nhân quả để chuyển hóa nội tâm, chứ nó đã trả cái thân tứ đại là không thể nào tránh được. Nên sau này khi tôn giả Mục Kiền Liên ngài bị ngoại đạo sát hại ngài, quý vị biết rằng tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, làm sao mà ngoại đạo sát hại ngài được. Nhưng quý vị biết rằng là khi ngoại đạo đến sát hại ngài, ngài quán cơ, ngài thấy rằng nhiều đời nhiều kiếp ngài đã thiếu nợ những người đến sát hại ngài. Ngài nói một câu rằng thôi, thiếu nợ thì trả đi, bây giờ lèn èn hoài thì cuối cùng cũng trả thôi. Nếu bây giờ đời này không trả thì những đời kiếp sau ngài trở lại cõi ta bà, ngài độ sanh, ngài cũng phải trả à. Tại vì cái nợ này phải trả là như vậy. Nếu nói là Bồ Tát không mê trong nhân quả là như vậy đấy. Thì ngài để cho ngoại đạo giết ngài. Và ngoại đạo nó giết xong nó biết tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, nên nó chặt ngài ra từng khúc, nó đem đi nhiều chỗ. Vì nó sợ tôn giả Mục Kiền Liên ngày 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 dùng thần thông ngày hồi phục sức ngày sống lại, nên chặt ngay ra từng khúc từng khúc từng khúc đem đi nhiều nơi. Nó nên cái câu chuyện mà tôn giả Mục Kiền Liên mà ngày nhập niết bàn là như vậy đó, là bị ngoại đạo giết xong ngày nhập niết bàn luôn. Thì quý vị biết rằng là những bậc chứng quả A La Hán đó, nó gọi là không mê trong nhân quả, không chi phàm phu của mình khi quả báo đã đến mình chỉ có chuyển hóa nội tâm thôi, chứ tránh không được. Thật sự mà nói, chỉ có chuyển hóa nội tâm là cái nghiệp duyên đó bản thân phải trả, như vậy là phải trả như vậy đó. Nhưng mà chỉ đúng Phật pháp cho mình là chuyển hóa được nội tâm. Nhưng mà cái khổ đau nhất là nội tâm, nên cô bây giờ bị khổ đau vì nội tâm. Nội tâm cô quá khổ rồi. Quá thiệt thà, quá hiền ở trong nhà niệm Phật không? Nếu như bây giờ cái người bình thường không hiểu đi, nói thấy chưa? Ăn chay niệm Phật thấy chưa? Hiền hậu thấy chưa? Mày hiền bị người ta gạt thấy chưa? Bây giờ tự nhiên đem bao nhiêu chục tỷ của người ta gỡ đi, nó hát một phát mắt tiêu sạch chứ, bây giờ đơ người luôn. Cũng gia đình có điều kiện nên ta mới gỡ gì, nên đi vay mượn chỗ này chỗ kia, nhưng mà không đủ để trả cho người ta. Bây giờ thơ thẩn, lo âu, sợ hãi, bất an. Khi mà nghe được công đoạn này, cô thấy những đức dẫn dắt những câu chuyện cho cô nghe, và nhiều người được nghe, thấy không? Mình đến với cái cuộc đời này nghe quý vị, là cái nhân mình gieo gì trong cái cõi đời này, là khi nó hội tụ nhân duyên là nó sẽ trả trong cõi đời này. Quý vị nói tu giỏi tu dở gì không biết. Nếu quý vị tu dở là bị gì nè? Tu dở là bị hoàn toàn hụt hẳn. Tu dở là bị sẽ hụt hẳn, và quý vị sẽ trở thành kẻ thủ đoạn và ác luôn, là đi đỏ luôn. Còn nếu quý vị tu giỏi là sao? Chuyển hóa nội tâm. Chuyển hóa nội tâm. Thí dụ như bây giờ những cái việc mà bản thân cuộc đời những đức tu hành những đức gặp phải nghe, nếu không bản thân những đức sẽ không chuyển hóa nội tâm được, thì những đức tự nhiên lao ra trần cảnh luôn. Nghĩ là bây giờ mình đi tu mà mình gặp này cái kia, thôi bây giờ mình làm người đời rồi, mình hư luôn, không có cảm giác rằng mình quay đầu nổi, vì nó trở lại như thở ban đầu lại, thấy nó xa quá quý vị. Nên từ nơi đó mình không chịu quyết tâm mình quay đầu. Nhưng nếu mình quyết tâm mình quay đầu nó không xa, quyết tâm quay đầu nó không xa. Mà cái vị biết là cái nội tâm của người mình khi nó đã quay đầu đó, là nó tích tắc thôi, nó chuyển hóa nghiệp chướng liền vậy đó. Cái nghiệp chướng mình như bàn tay vậy đó. Thật sự mà nói thì nó chuyển hóa nội tâm là quan trọng nhất. Quý vị hãy ngồi suy nghĩ đi. Bây giờ mình là người học đạo này, quý vị ngồi suy nghĩ nè. Cái khổ đau của thân không bằng khổ đau của tâm. Cái gì mà đã khổ tâm là nó không tưởng tượng được đâu. Nó giống như nó cấu xé mình á. Khổ đau nội tâm là nó cấu xé mình không tưởng tượng được. Ví dụ như quý vị bị bỏ rơi, bị thất tình đi, là quý vị sẽ khổ vì tình cảm, quý vị sẽ bị thất tình. Thất là nghèo nàn vì tình cảm đó quý vị. Thấy không? Người đã nghèo nàn tình cảm đó thì nó giống như là
nó không còn biết cái gì nữa hết trơn. Quý vị đã ngồi đây chắc chắn trong cuộc đời vì những đức tin, chắc quý vị đã từng thất tình, đã từng yêu ai cái mối tình đầu bị người ta bỏ, hoặc là hai người nó không có duyên mà không nợ, nó không đến nhau được, đúng không? Chắc chắn trong đây bà tị thương được có chừng bị dính. Thí dụ mà nói, thí dụ vui vui thấy không, đã từng thất tình thí dụ thấy không, quý vị thấy nó đau khổ nội tâm chưa? Nó đi mà giống như đi ngoài đường, mà giống nó đi mà không biết đường để nào để đi, đi khơ 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 đi mà giống như kẻ mất hồn. Người thất tình nó nói là đi lang thang như kẻ mất hồn, phải không? Nên từ nó đó, khi cái nội tâm nó đã đau khổ, nó vằn vặt mình rồi là nó kinh lắm. Bây giờ cái thân mình có giác đồ nặng, nó không khổ bằng nội tâm khổ, mà cái Phật pháp nó giúp cho mình chỉnh đốn nội tâm, ghê không? Hay chưa? Phật pháp là nó giúp mình chỉnh đốn nội tâm, mà nội tâm mà được chỉnh đốn được rồi là chuyển nghiệp, mà cái nghiệp chướng nó chuyển hóa là từ nội tâm chuyển hóa. Nên cái ý niệm của câu Phật hiệu là chỉnh đốn được nội tâm. Thí dụ như cái tâm mình vừa nghĩ ác mình niệm ai với Đà Phật là chỉnh đốn lại. Cái tâm mình vừa nghĩ hại người mình niệm ai với Đà Phật là chỉnh đốn lại. Cái tâm mình vừa chửi cha mắng mẹ mình niệm câu Phật hiệu mình chỉnh đốn cái tâm lại. Có nghĩa là chỉnh đốn tâm mới chỉnh đốn nghiệp. Còn cái hình tướng bên ngoài không chuyển được nghiệp. Thí dụ như vì có vẽ tranh hay đẹp cỡ nào thì nó cũng không chuyển được nghiệp. Nhưng mà phải thật chắc thì mới chuyển được. Giống như quý vị nhìn món ăn ngon vì không no, quý vị ăn vì mới no. Công nhận điều này đó. Nên từ nơi đó mà cái chuyển hóa nghiệp nó mà là từ cái tâm á. Nên những đứa gỡ lời này đến với cô, phải bình tĩnh lại, còn mạng là còn cơ hội. Nếu đã quyết định cầu sanh cực lạc thì đây là cái nghiệp chướng mà đến với đòi mình, ghê không? Mà không đơn giản đâu quý vị. Bây giờ mình thiếu nợ người ta, không có tiền trả, nếu như người ta thưa kiện mình, người ta xử lý mình sẽ sợ hãi lắm chứ giỡn đâu quý vị. Mình nghĩ rằng bây giờ mình thiếu nợ nần người ta, mình người ta kiện cáo mình, bây giờ ai làm chứng với mình? Người ta đưa tiền, người ta gửi mình mà mình nhận rồi. Mà bây giờ bản thân mình làm mất tiền hết trơn. Mà nếu người ta không hiểu, người ta kiện mình thì bản thân mình phải dính dính vào lao lý, sợ lắm, nghe ớn lắm. Nhưng mà mình nghĩ nếu như bản thân mình mà nếu dính vào cái nghiệp như vậy, thà mình trả thế gian, mình khỏi trả tam đồ ác đạo. Mình nghĩ đến mức như vậy, nếu thật sự cầu sanh cực lạc, thà mình trả thế gian. Thời gian thì mấy chục năm ngắn ngủi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni người nói rằng: này con, hãy vui trả nợ ở thế gian một đời ngắn ngủi thôi. Rồi dù trong hoàn cảnh nào, con hãy niệm Phật đi, Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn con về cực lạc, mới chấm dứt sự khổ đau. Khổ đau ở cõi đời là ngắn ngủi thôi. Nhớ kỹ ngay, vì khổ đau ở cõi đời là ngắn ngủi thôi đó. Nên từ nơi đó mà nếu hiểu được những nguyên lý này thì quý vị dù trong hoàn cảnh nghiệp duyên gì quý vị cũng vui vẻ. Nó thí dụ như bây giờ mình thấy người thân trong nhà mình có những người họ nằm mà họ giống hệt trong kinh Vô Lượng Thọ mà sống không được chết không yên. Nó mình mà thấy cái tình cảnh này là mình nhìn mình đó. Mình mà nhìn tình cảnh này là mình nhìn mình đó quý vị à. Mình nhìn người ta mà sống không được chết không yên là mình nhìn thấy mình á. Còn nếu đa phần có phàm phu chúng ta là nhìn thấy người ta và không bao giờ nghĩ việc này là của mình. Nhưng nếu mình nhìn thấy mình thì bản thân mình hiền liền. Mình nhìn thấy mình một cái là bản thân mình sẽ nỗ lực liền. Sáng thức sớm mình tu liền, mình không có ngủ nước. Tại vì mình nhìn thấy được người ta là mình thấy mình, làm sao dám ngủ nước quý vị. Và mình nhìn thấy người ta là mình thấy mình. Bây giờ mình phải tích lũy cái thời gian tu 12 giờ khuya để mình tích lũy cái công đức phước duyên. Rồi 8 giờ rưỡi bây giờ đưa cái thời khóa quá phù hợp, mình sẽ nỗ lực mình cho mình tu liền. Mình không dám giải đãi luôn, vì cái này là mình tạo để mình cầm theo này, làm sao dám giải đãi đây. Dù tiền bạc vật chất có nhiều nhưng mà khi con nợ nó đến đòi, nó đòi một phát sạch nhách. Nhưng mà khổ nghe, khổ là gì? Quá cực khổ để tạo được một số tiền, mà bây giờ nó lỡ nó lấy một phát, mà nhiều đời mình đã lấy người ta như vậy. Quý vị coi, bây giờ tiền mình tạo cực mà người ta mà lỡ ăn trộm của mình đau khổ lắm chứ. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã ăn trộm của người ta như vậy đó. Thí dụ như vợ mình rất là thương, mà tự nhiên cái thằng nào lỡ lấy vợ mình, mình cảm thấy vừa hụt hẳn và vừa bị thất vọng vì vợ, mà vừa bị hụt hẳn cuộc đời. Tại sao cuộc đời lại đến với mình như vậy? Nhưng mà mình đâu có biết rằng những đời kiếp trước vợ người ta thương gì, mà mình lỡ mình lường gạt vợ người ta, mình cướp vợ người ta. Nên đời này người ta lỡ người ta cướp vợ mình. Cái nguyên lý của nhân quả nó kinh khủng lắm. Nó là nhân quả ba đời không sai chạy vào đâu. Nếu người học đạo mà không nghe được nhân quả thì cứ như bị thê thảm. Bây giờ thí dụ như quý vị đi đến một cái nơi nào đó vì tu, mà quý vị gặp một cái người tu, mà người tu này nói chuyện rất hay, rất ngọt,
quý vị hết lòng hết dạ quý vị hộ trì người tu này. Nhưng sau cuối cùng quý vị biết rằng là đổ vỡ ra cái người tu này gạt quý vị. Quý vị sẽ thất vọng, tại vì hy vọng mà, hy vọng cao quý vị cuối cùng quý vị thất vọng luôn. Có nghĩa là hy vọng quá cao là bị đang trúng mùa. Cuối cùng quý vị thất vọng là quý vị đang bị gọi là không trúng mùa nữa, là tự nhiên bản thân quý vị đau khổ vô cùng và vỡ mộng, tan vỡ cái tâm tư mà mình đã hy vọng đó luôn. Nó kinh khủng lắm quý vị ơi. Bởi vì cái tin nhân quả là nó không vỡ mộng. Vì bản thân mình chỉ làm việc thiện, việc tốt, đủ duyên là mình làm hết lòng. Còn nếu sự cố nó cái gì, đó là nhân quả giữa mình và chúng sanh, mình không có thất vọng. Nếu như vì hiểu nguyên lý này vì tu, nhất định cảnh giới vì tu sẽ tiến tu, mà nhất định là chuyển nghiệp. Cái này quan trọng lắm nè, đừng bao giờ nói nó đơn giản nha quý vị. Nếu thí dụ như quý vị nghe qua cái đoạn nói chuyện này, quý vị sẽ nếu mà quý vị mà nhớ, quý vị sẽ áp dụng cả đời quý vị. Tin nhân quả, tin nhân quả, tin nhân quả. Bất cứ một cái gì cũng tin nhân quả hết chứ. Mà quả báo đã đến, quý vị có ngăn chặn cỡ nào nó cũng đến. Như câu chuyện con cọp nó ăn thịt mà nó không đi ra ngoài nó ăn được, thì cái hình con cọp nó gớt xuống, cái kiến nó đâm vô cần cổ chết queo. Kinh chưa? Khi quả báo nó đến như vậy, nó tôn giả một kiền liên đó. Câu chuyện tôn giả một kiền liên thì nghe rõ ràng chưa? Nó có cứu được không? Không. Khi đến lúc chết là không cứu được. Nó có cái câu chuyện mà con bé này thầy sách số coi rằng nó sẽ chết vì nước. Nó sẽ chết ngày vì nước, tháng đó, ngày đó nó chết vì nước. Cha mẹ nó lo vô cùng luôn, không bao giờ cho nó ra hồ ra suối gì chơi hết. Cái tháng đó không bao giờ cho nó đi ra hồ ra suối chơi. Quý vị biết rằng cuối cùng quý vị không biết làm sao nó nhủi cái đầu nó vô cái lu nước, nó chết trong cái lu nước. Kinh không? Có nghĩa là nói ủa sao cái lu nước mình đi nhủi đầu vô nó chết ta? Nhưng mà ngà lạ tai nó nhủi đầu vô lu nước là tự nhiên cái đầu nó dính vô nước, đó là nó phải chết. Tại vì quả báo nó phải chết vì nước. Khi kinh khủng không? Nếu mà mình học Phật, mình tin nhân quả rồi, mình thấy ghê chưa? Cái quả báo mà nó đã đến như cái việc đó rồi là nhất định phải trả. Nên phải chuyển hóa nội tâm. Nếu mà mình học đạo cái lúc mình tự mình nhủi đầu vô lu nước đó mà tự nó dính trong luôn, thì mình biết tên à. Thì cái tâm mình niệm Phật để cầu sanh cực lạc, thì chết lúc đó Phật ngay đài rước về cực lạc. Chuyển hóa nội tâm, còn thăng tứ đại giai mượn là phải trả. Thăng tứ đại giai mượn thì sao? Là đến cõi này phải trả cho tứ đại như vậy. Còn nội tâm chuyển hóa mà giảng sanh là giảng sanh từ tâm. Còn thăng này phải để lại cõi ta bà. Vì thăng này mượn tứ đại thì phải trả về tứ đại y rang cái cõi này. Còn cái tâm linh thức của mình là mới sanh cực lạc. Nên quý vị nhớ rằng là giảng sanh không phải là thăng giảng sanh mà là tâm giảng sanh. Nên cái tâm hàng ngày tu hành là cái gì? Giải tâm. Nên mới nói là giải thoát. Giải là hiểu được vô thường, thoát là không bị phiền não chối buộc. Đó là giải thoát. Quý vị coi những cái điều mà mình thấy nó rất là đơn giản như vậy, người không hiểu gì mà tu với vị xong nói như vậy cho vị nghe mà người ta không chú ý. Quý vị có nhiều người ta nói ông nói xàm. Đúng rồi, nói xàm là đúng rồi. Tôi với quý vị là hoàn toàn nói xàm rất là đúng luôn. Ông nói tào lao, đúng rồi. Nói tào lao với quý vị cực kỳ đúng luôn. Vì sao? Vì quý vị không biết một cái gì vậy, làm sao mà không nói xàm, làm sao mà không nói tào lao được. Đó. Còn cái này là mình đi sâu sắc và nhìn nhận rõ ràng vào con người luôn. Nhìn thấy hết trơn rồi. Và áp dụng từ kinh nhìn thấy con người mình, nhìn thấy rõ ràng luôn. Mình nhìn ra rõ ràng thì quý vị là người đủ thiện duyên thì quý vị sẽ tin. Còn người không đủ thiện duyên nghe không nổi. Nên tại sao chia sẻ Phật Pháp mà có những đạo Pháp vui? Pháp vui là cái người mà không biết Phật Pháp người ta nghe đó thích. Người ta vui người ta thích. Nên dẫn dắt người ta mới đến Phật Pháp được. Còn nếu quý vị nói thật chắc cho Phật Pháp, cái người mới nghe nghe Pháp, cái người mới biết tu nó chạy mắt dép hết chứ. Nó không có nghe được đâu. À, nên quý vị coi nhiều người người ta đến chùa người ta tụng hồi kinh xong tại gì? Tụng 100 năm đi chăng nữa quý vị vẫn là kẻ phiền não. Không có tâm giải thoát. Vì không có ai giải cho quý vị nghe cái nguyên lý của nó. Vì nhân quả là không bao giờ giải thoát được cái tâm. Đó. Rồi thí dụ như quý vị đến chùa, quý vị tụng có bao nhiêu hồi chú đi chăng nữa, quý vị có hiểu chú như thế nào đâu. Quý vị tụng kinh cỡ nào, quý vị có hiểu kinh đâu. Nên có một cái anh bên Úc, anh gặp những đứa, anh nói một câu: thật sự với thầy, công việc ngoài đời chúng con bận lắm thầy. Con rất là bận bịu, con rất là mệt mỏi luôn. Bây giờ con muốn đi đến chùa, con nhẹ nhàng cái tâm con. Tại sao con thích nghe thầy giảng, thầy biết không? Tại vì khi nghe thầy giảng rất là vui mà rất là gần gũi trong cuộc sống luôn. Nên con thích nghe thầy. Còn ngoài ra bây giờ bắt con đến chùa mà tụng một hồi kinh trì chú, con nói thật sự con không thể nào làm được. Đó. Đó là cái anh bên Úc, anh nghe như Đức giảng, anh về đây anh gặp như nó nói rõ ràng như vậy luôn đó.
nó con rất thích nghe thầy giảng, vì khi mà con mệt mỏi nặng nề đầu óc con nghe thầy giảng, con nói thầy giảng thầy diễn trò rất là vui. Mà thật sự mà nói con cũng thích coi hài nữa, nhưng mà thầy hài hước thì nó lại có Phật pháp nằm bên trong. Ông nói rõ ràng vậy luôn. Nó quý vị biết vì sao ngày xưa những buổi chia sẻ Phật pháp như Đức mà đông người nghe không? Tại vì quý vị bị chết nặng. Quý vị bị nặng nề trong cái cuộc sống, quý vị đến có nhiều người, quý vị đến là vì được vui, được cười, quý vị nhẹ nhàng cái tâm. Nó quý vị nhẹ nhàng cái tâm thì cuối cùng nó hắt những Đức ra khỏi chùa luôn. Chứ sao bây giờ? Trong cuộc đời này cái gì nó cũng phải hưởng thời gian chứ. Mình đòi hưởng hoài cả đời mình sao? Có nhiều câu nói, thầy, bây giờ nhớ là hồi xưa uổng ghê. Phải chi hồi xưa mình vừa vừa thôi, hưởng cả đời ngon ghê. Xưa vui chứ mà vui dữ cuối cục. Giờ mất tiêu hết, nó chèn á. Con người mình nó thường nó liên tiếc những cái đã qua vậy ơi. À, nó hưởng nhiều đó rút kinh nghiệm. Bây giờ mình cố gắng mình niệm Phật, mình tu tập. Những cái đã qua mà cứ liên tiếc thì khổ đau không à. Nên nói câu là vĩ vãng qua rồi chớ vắng vương, tương lai chưa đến chớ lo lường, hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Có nghĩa là mình thường lôi những cái vĩ vãng đã qua vì nó làm mình đau khổ suốt à. Nó con người ta khổ đau khi mà bị chồng chửi vợ bỏ là ta nhớ lại cái lúc ngày xưa, cái ăn tình mà những lời nói mà mặn mà đối với mình. Mình nhớ lại vậy. Rồi mình nhớ lại những cái buổi đi chơi trên một cái hàng cây, rồi trên một đoạn đường nào đó, ngồi ở một công viên nào đó, hai vợ chồng nó nói chuyện ở một cái đồi thông hai mộ nào đó, thấy không? Cái thung lũng tình yêu nào đó, tự nhiên nó chụp được những tấm hình, quý vị. Chụp được những tấm hình. Rồi những cái tấm hình đó bây giờ để đó, mà ảnh đâu rồi, nàng đâu rồi, nhìn hình khóc. Đó, thấy chưa? Tuy là chụp hình, tuy là những hình ảnh đẹp, đó là kỷ niệm, quý vị. Nhưng mà kỷ niệm không khéo nó làm mình khổ đau khi đã mất đi cái tình cảm giữa con người đến với con người. Nên bây giờ mình học Phật rồi nghe, vì mình gặp trường hợp gì mình cũng phải cầu sanh cực lạc, nó là thật. Còn nếu như mà gặp trường hợp gì mà nó ngã ngửa con người mình, nó tự nhiên thất vọng, tại sao tôi tu hành, tôi làm thiện mà tôi gặp nhiều sự cố như vậy, vậy là quý vị không tin nhân quả rồi. Bây giờ mình có làm thiện cỡ nào chăng nữa, như Tôn giả Mục Kiền Liên, ngài có thần thông đệ nhất, ngài cũng bị chặt từ khúc. Nếu mà nghĩ trong cái thời cuộc đó, cái người mà không nghe đạo chắc họ nói nó tu nó, thấy chưa? Nếu mà dòng họ của Tôn giả Mục Kiền Liên mà biết được, trời ơi chắc khóc thê thảm quá. Nhưng Mục Kiền Liên ngày tốt vậy, mà ngày thiện vậy, mà ngày phò hộ Đức Phật vậy, ngày theo giúp đỡ Đức Phật vậy, mà bây giờ ngày bị ngoại đạo giết mà nó chặt từng khúc đi. Mình nghĩ trong cái thời cuộc đó mà dòng họ của Tôn giả Mục Kiền Liên mà không hiểu đạo sâu sắc chắc là kinh khủng lắm quý vị. Nó không đơn giản đâu. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là khi hiểu được những nguyên lý này rồi, quý vị mới thấy nó đáng sợ lắm. Nên mỗi một con người chúng ta không khéo, mình học Phật mình hiểu nhân quả, nhưng người thân của mình chịu không nổi. Người thân mình họ không chịu nổi cái việc của mình. Ví dụ như mình đi đến một cái nơi đó, mình hộ trì cái nơi đó suốt luôn, nhưng mà tự nhiên nhà mình vợ chồng tan nát, con cái bất hiếu, rồi bệnh đau, rồi chết yểu tùm lum tùm la, quý vị biết chịu không nổi luôn. Rồi tác động người ta nói, thấy chưa, mày tu mày thấy chưa, mày tu mày thấy chưa, mày đi làm từ thiện mày thấy chưa, bây giờ nhà mày đó mày thấy chưa, mày còn tu nữa không đó. Mày thấy cái áp lực của gia đình chưa? Nếu như quý vị mà không hoàn toàn tin vào Phật pháp nhân quả thì quý vị nói thôi vậy, nghỉ tu luôn, nghỉ ăn chay luôn, nghỉ hết luôn, không có còn tin Phật nữa, thấy chưa? Nếu quý vị không nghe điều này là tiêu rồi, không tin Phật nữa, bị tác động mà tác động. Còn bây giờ mình đã tin nhân quả, người ta không tin mình không cần nói nữa, người ta có nói gì mình vẫn im đi, mình không nói, mình cứ làm chuyện của mình. Vì mình nói người ta càng chửi mình thêm, càng nói người ta càng chửi mình thêm. Người nhà người ta đâu hiểu đâu, mình đâu trách là được người ta chửi mình đó. Nên mình hiểu nguyên lý này rồi, bản thân mình im điềm, và bản thân mình cứ trong hoàn cảnh đó mà mình sống tốt đẹp, mình cứ chấp nhận nhân quả, mình sống mình niệm Phật. Nếu vị làm được điều này là tuyệt vời. Nên cái tin nhân quả là cái cực kỳ quan trọng. Nếu mà không nghe nhân quả là chúng ta chết chắc. Trong cuộc đời này tu là cái như mình rớt chắc luôn, gặp chuyện là rớt liền. Nó nên tất cả những người bây giờ đừng có bao giờ mình đi buồn trách người ta để trong tâm. Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, quý vị nhớ câu Quan Như Đức nói không? Câu gì Đức nói phải không? Hận thù buông, ơn nghĩa nhớ, nghiệp tiêu liền. Nếu như quý vị mà đổi ngược lại là nghiệp tăng liền, không nói chứ. Ơn nghĩa thì nhớ, mà hận thù thì buông. Nếu thật sự muốn sanh cực lạc, thấy không? Mình ngày nay mình nhớ ơn nhau đúng không? Mình nhớ những người thầy dạy mình đúng không? Thì bản thân chúng ta ở nơi nào lo niệm Phật nơi đó đi.
bao nhiêu lời chúc tụng nó cũng thật sự, nó cũng chỉ hình thức bên ngoài thôi. Nếu mà phù hợp thì quý vị cứ làm điều đó, còn nếu như cái người mà người ta nói những điều này thì không cần thiết. Cứ ở đâu sống tốt ở nơi đó, cứ niệm Phật ở nơi đó, cứ tu hành ở nơi đó, chân thật mà sanh cực lạc đi. Thì đó là cảm ơn thầy cô giáo dạy mình, cảm ơn vị thầy xuất thế gian là Đức Thích Ca Mâu Ni, cảm ơn vị thầy thế gian dẫn dắt đạo. Nó mình chân thật, mình niệm Phật, mình tu hành, mình sửa đổi lỗi lầm đi, rồi mình sống thật tốt đi, trong hoàn cảnh nào mình cũng hạnh phúc đi. Thì tức khắc đó là cái điều mà người thầy đã thấy mừng gì quý vị rồi đó. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.